mà khi mà chú đua là cái cược mà lớn nhất để mà là khoảng bao nhiêu ha chú ha? Lúc đó chạy với thằng Cường Yamaha, lúc đó chạy 20 mấy cây vàng á. 20 mấy cây vàng? Ừ. Cái đoạn đường nó khoảng bao lâu chú, bao xa chú? Khoảng cây số 2 à. Cái này không biết ở đâu mà có nè. Đua xe gắn máy đó, năm 90 nè. Cái này là tính đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cái này Phú Thọ nè. Dạ, lúc tổ chức đua chuyên nghiệp đó lần đầu tiên là Phú Thọ nè, đoàn thanh niên cộng sản là... Dạ xin chào cô bác anh chị ạ. À, thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh để quay về một cái chú mà gọi là tay đua lừng danh ở thập niên 90 của thế kỷ trước, đó là chú Mã Kim So. Vậy thì hôm nay đây là cái tiệm sửa xe của chú Mã Kim So. Thì theo mình tìm hiểu một số thông tin thì chú So là quê quán ở Bạc Liêu, và hiện trước đây chú là một tay đua lừng danh, giành được những cái cúp rất là lớn ở trường đua Phú Thọ. Và hôm nay thì mình có dịp qua đây để tình cờ gặp được chú để mà tìm hiểu về cái chiến tích của chú năm xưa. Bà con chào chú. Là chú vẫn đang sửa xe hả chú hả? Đã sửa xe. Dạ. Sáng thường mấy giờ mình sửa ha chú ha? 7 giờ rưỡi. 7 rưỡi hả? Con được biết thông tin chú rất là nhiều. Hôm nay con có dịp đây để gặp tìm hiểu chú năm nay bao nhiêu rồi chú? 57 tuổi. 57 tuổi hả? Chú sửa xe hiện bao nhiêu lâu rồi? Quê quán của chú là ở Sài Gòn này luôn hay sao? Hồi xưa thì sửa ở dưới Bạc Liêu á. Dạ. Sau này lên Sài Gòn là mấy mấy. Con nghe nói là khoảng đua xe sau này chú lên Sài Gòn này, chú năm 90 lên Sài Gòn lập nghiệp là lúc khoảng 50 tuổi hay gì hả chú hả? Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cái này Phú Thọ nè. Dạ, lúc tổ chức đua chuyên nghiệp đó lần đầu tiên. Phú Thọ nè, đoàn thanh niên cộng sản. Chú lúc trước là chú đua là cái giải đua đầu tiên là chú đua khi nào? Đua năm 1989 đua sông Phú Thọ là đầu tiên nhà nước Việt Nam tổ chức tại sân Phú Thọ. Chú đam mê cái nghề đua xe này lâu chưa? Lâu, từ nhỏ rồi. Từ nhỏ hả? À, lúc trước mà ở Bạc Liêu lên Sài Gòn là chú đã đua rồi? Đã đua, có chạy với Bạc Liêu rồi, có chạy ngoài đường trường thôi chứ không có chạy có tổ chức. Dạ. Là mình tự phát cái nhóm của mình tự yêu thích tốc độ rồi mình đua thôi hả chú hả? Ừ, lò này lò kia cá nhau thích chạy á. Rồi sau này chú lên Sài Gòn là lúc đó là đua tự phát, là chú lúc đó chú nhiêu tuổi? Không nhớ nhiêu tuổi, mười mấy tuổi à. Dạ, chú đua là mình tự phát, mình đua để mình cắt cược đồ thôi, ăn tiền rồi thôi hả chú hả? Ờ đúng rồi, lò này lò kia đó. Lúc mà đua tự phát đó là cái chú còn nhớ cái kỷ niệm của mình mà khi mà chú đua là cái cược mà lớn nhất để mà là khoảng bao nhiêu ha chú ha? Lúc đó chạy với thằng Cường Yamaha, lúc đó chạy 20 mấy cây vàng á. 20 mấy cây vàng? Ừ. Cái đoạn đường nó khoảng bao lâu chưa, bao xa chú? Khoảng cây số 2 à. Dạ. Rồi sau này là đến năm 89, con được biết là năm 89 là có trường đua Phú Thọ là có tổ chức một cái cuộc đua đầu tiên. Lúc đó là chú tham gia. Tham gia lúc đó là á quân rồi, hạng nhì. Hạng nhì. Với chú đã tham gia với cái vai trò gì chú? Vai trò độc lập. Độc lập hả? Rồi sau này chú còn tham gia những cái giải nào nữa không? Có nhiều chứ, cách cho nhiều, sau này Yamaha nó qua thì nó tổ chức nhiều giải. Thì mình cũng có tham gia nhưng mà không có chạy da, chạy su. Đó là chạy su sù hò rồi, năm 97 rồi. Dạ, lần đầu tiên mà chú tham gia là chú chạy chiếc gì? 67. 67 hả? Dạ, 67 giống vậy. À, chiếc này hả chú hả? Cái chiếc đó là chú hiện bây giờ, cái còn chú còn làm kỷ niệm không? Không, cũng làm kỷ niệm. Vậy hả? Chú cũng khó khăn bán đi để lấy tiền xây sở gia đình. Chú nghỉ đua bao lâu rồi chú? Năm 2001 đua với thằng Thơ lấy cái nhất rồi nghỉ luôn. Là chú mới vừa nghỉ đây khoảng 18 năm. Ừ. Là lấy cái nhất là chú từ đó về đà sau là chú về đây luôn. Về đây nghỉ sửa xe luôn. Dạ. Hiện nay là chú sửa xe 2 thì rồi đó hả chú hả? 2 thì, 4 thì cũng làm rồi. Chú có thể cho con coi cái chiêm ngưỡng cái thành tích của mình, những cái cúp của chú không chú? Để nói cho cô chú anh chị nghe thì chú Mã Kim So này quê quán ở Bạc Liêu hả chú ha? Dạ, rồi sau đó thì chú lên đây, ba mẹ lên đây thì chú mới ở trên này lập nghiệp trên này luôn. Không, ba mẹ không có. Dạ. Chỉ lên với ông anh bà con thôi. Lên đây đi theo ông học nghề với phục hồi mình sang con á. Dạ.
xe luôn, vừa phục hồi vừa làm xe luôn. Chú đam mê đua xe từ khi nào, từ nhỏ là khoảng bao nhiêu tuổi? Nhỏ rồi 11, 12 tuổi, khi mà ngồi chiếc 67 chống chân không tới mà phải kiếm cái bậc thềm nào cao mình mới leo lên. Là lúc đó là đam mê là cũng có chạy độ rồi, đầu ăn độ xong mới ở dưới quê rồi có tiếng luôn, nhỏ 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 nó khoái mình. Thời gian làm cuộc sống khó khăn mới lên Sài Gòn. Chú đi với anh của mình? Anh là con của cậu á. Rồi lúc trước là ba mẹ của chú là còn ở Bạc Liêu? Đâu, ba mẹ mẹ mất rồi. Dạ. Ông già thì ông có gia đình khác thì mình đi kiếm cuộc sống riêng của mình. Dạ. Đó, nên anh lăn lóc ngoài đời lên Sài Gòn kiếm sống. Thì lúc trước là anh đó là với chú là anh sao, anh bà con hay sao? Anh bà con cô cậu. Rồi dòng họ của chú khi mà biết chú mà đam mê tốc độ gì thấy nó nguy hiểm gì có la chú không? La cũng đâu có được, đã đam mê rồi là ví dụ không cho mình cũng phải chạy lén chạy độ. Dạ. Cái tốc độ mà trước đây là cái tốc độ cao nhất là chú chạy khoảng bao nhiêu hả chú ha? Nhưng mà xe rim á, đó là chạy độ hai mấy cây là chạy xe rim. Lúc đó là chạy 140 mấy á. Dạ. 140 mấy km trên một giờ. Cái chú khi mà chú đam mê cái này nè, nó tốc độ như vậy đó, chú có thấy nguy hiểm, nhưng chú có cảm thấy nó sợ không? Mình đã đam mê rồi, tất nhiên cái đó là phải nguy hiểm rồi, nhưng mà mình cũng không có sợ. Tại vì mình đã đam mê là tất nhiên mình không bao giờ sợ bất cứ cái gì hết. Dạ. Cho nên mình mới chiến thắng được ba, chứ mình sợ tất nhiên mình không bao giờ chạy được. Dạ. Trước đây khi mà chưa có cái tổ chức mà cái giải chuyên nghiệp của cái giải ở trường đua Phú Thọ thì chú đã thắng được bao nhiêu, tổng cộng là chú còn nhớ mình thắng được bao nhiêu giải lớn nhỏ không chú hả? Có thắng cũng nhiều rồi đó, thắng không à, chứ chưa có thua trận nào á, chạy xa lộ con thuyền á chưa thua trận nào. Ăn không à. Dạ. Lúc đó chú lớn con không? Nhỏ, nằm cái xe gọn lắm. Nằm xe gọn lắm. Dạ. Là có nghĩa là từ tổ chức đua từ lúc Bạc Liêu cho đến thời điểm mà lên Sài Gòn là chưa thua trận nào. Lúc đó con không hiểu nè, lúc đó khi mà chú mới lên Sài Gòn chú chưa có tiền, chú ít tiền, vậy thì tiền đâu mà chú lại đua? Đâu có tiền thì nhưng mà mạnh thường quân. Dạ. Ví dụ như khách hàng rồi người ta mướn mình, ta bỏ tiền ra, ví dụ ta ủng hộ theo vậy đó. Dạ. Mình chỉ chạy mình lấy những cái tiền xe với tiền này thôi. Dạ. Rồi ví dụ người ta ăn thì người ta cho mình thêm. Một lần này vậy là xe người ta cho mình nhiều nhất mà chú nhớ là khoảng bao nhiêu tiền? Coi như là xe với nại luôn 20%. Dạ. Cái cuộc đua nó khoảng ví dụ như khoảng một cây mấy số là nó lâu không chú? Chắc rất mau hả? Rất lẹ lắm. Tại vì mình chạy, mình nằm trên xe mà. Dạ. Nằm trên xe chạy chứ không phải ngồi. Nằm, có nghĩa là mình nằm để cho nó giảm cái tốc độ gió xuống. Nó không có cản gió. Không có cản gió, càng ấy thì nó càng đứng thì nó sẽ cản gió, tốc độ nó chậm lại. Tốc độ, đúng rồi. Trong cái quá trình mà chú chạy như thế đó, rồi chú có gặp sự cố nào nguy hiểm chưa lúc mà chú đua? Chưa. Chưa hả? Chưa, chạy xa lộ thì chưa có gặp sự cố nào nguy hiểm. Dạ. Còn ở trong trường đua cũng vậy ha chú ha? Trường đua thì có, trường đua có khi té, khi xe hư, có nhiều trường đua thì nói gì. Nhưng mà trường đua thì nó có đồ bảo hộ, nó an toàn chứ mình? Đúng rồi, có đồ bảo hộ, nón bảo hộ rồi thôi. Còn ở ngoài xa lộ thì ở không? Ở ngoài thì mình mặc cái quần xịp với ở trần thôi. Ở trần mặc quần xịp hả chú hả? Nằm trên xe nó cản gió. Ơi, con nghĩ là phải nói là cái âm thanh của lúc mà nó đua với lại cái tốc độ phải nói là cực kỳ, như là anh sẽ rất nhanh đó chú ha. Tại vì tốc độ 140 km/h mà còn đoạn đường rất là ngắn thì cái đời máy của mình đời ba sao? Ví dụ như mình chạy, ví dụ như đâu phải là chạy thẳng không đâu. Ví dụ như thằng kia núp gió mình phải chẻ nữa. Chẻ đừng cho nó đúp gió vô nữa. Chứ không phải mình chạy nằm thẳng đâu. Trên con không hiểu là khi quá trình mình đua hai đường đẳng hay là mình có cản qua cản lại nữa chú? Ví dụ như cái đường này nè, sắp hai chiếc chạy vậy nè. Dạ. Chạy ví dụ như mình chạy trước thì kia nó phải đu gió vô. Dạ. Phải chẻ. Mình nằm quay ra mình coi nó đu bên đâu thì mình chẻ qua bên đó. Chẻ qua chẻ lại đừng cho nó đu gió. Là chạy xe lộ là vậy á.
Dạ chú có thể cho con coi cái chiến tích của mình không? Đây nè. Ở cô chú anh chị thì đây là những cái quá trình mà chú mã kim so. Chú ơi, cái tên của chú là gốc người Hoa hả? Ừ, cái tên gì á, tên hồi đó giờ gốc người Hoa. Dạ. Đây là hai cái cúp lớn nhỏ này hả chú? Cái cúp nào chú đoạt ở Phú Thọ đây? Cúp ở Phú Thọ nó mục hết rồi. Cái này không biết ở đâu mà có nè. Đua xe gắn máy. Đó là năm 90 nè. Cái này là tính thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cái này Phú Thọ nè. Dạ, lúc tổ chức đua chuyên nghiệp đó lần đầu tiên. Đây là Phú Thọ nè, đoàn thanh niên cộng sản. Là lần này lúc chú đua độc lập đây hả? Ừ, lúc này là... Một cái cúp gì nó sẽ bao nhiêu tiền hả chú ha? Lúc đó nó có tính giá trị bằng tiền á, là nó sẽ trao mình bao nhiêu tiền? Thì dễ nhất ví dụ như nó treo giải 10 triệu. Thì mình đoạt giải thì mình lấy 10 triệu. Dạ. Với lấy cái cúp. Lúc đó chắc chú nhận cái cúp này rất là vui hả chú hả? Vui chứ. Ai cũng vậy. Lúc nhiều lắm, nhiều cúp lắm, tại nó hư hết rồi. Lúc đó là bao nhiêu người đua chú ha? Lúc mà tổ chức giải đầu tiên này nè. Một đợt chạy thì 8 người. Dạ. Bên trong Phú Thọ chạy 67 một cái giải là 8 người. Nhưng mà là 4 bảng, chia là 4 bảng. Thì loại 4 lấy 4 vô. Đó. Giống như bóng đá mình vậy ha chú ha. Loại 4 lấy 4 là 4 lấy 4 rồi chạy bán kết 1. Rồi mới tới bán kết 2 mới vô chung kết. Lúc đó là lần đầu tiên nó dẫn đua 67 hả chú hả? Lần đầu tiên là 67. Dạ. Rồi cái cúp này là chú đua mà lúc mà khi chú sử dụng cái chiếc Susibo hả? Susibo. Năm 95. Là chú đọc cúp này ở Cần Thơ hay sao? Cái này Đồng Nai. Ở Đồng Nai. Cát Tròn nè chú, giải của Cát Tròn. Coi như Cát Tròn nó tổ chức Cần Thơ, Đồng Nai, Nha Trang. Về Cần Thơ. Ô, phải nói là đọt khi mà cái đam mê của mình mà mình đọt được cái cúp như thế này thì phải nói là một điều rất là vui trong cái sự nghiệp của mình hả chú ha. Người ta đã công nhận mình như thế này rồi thì nói chung là chú khi mà mình đua ở ngoài đường á thì chú chỉ là nghĩ là đam mê tốc độ thôi chứ không có nghĩ là đua để mà ăn tiền hay là gì hết hả chú ha. Nhưng mà được những tổ chức được cái giải như thế này thì phải nói là một cái mãn nguyện cho chú ha. Cái lần đầu tiên khi mà tại sao chú lại nghĩ khi mà mình nhận cái một cái cúp ở Cần Thơ năm 2001 đó, chú lại giải nghệ chú nghĩ không? Có, tại vì mình nghĩ cũng lớn rồi, với thằng tôi trẻ thì nó giờ nó chạy cũng dữ lắm, cho nên mình chạy hoài thì càng chạy thì chắc chắn là không lợi tụi nó rồi. Tất nhiên mình già, tất nhiên cái phản xạ mình nó sẽ chậm hơn. Ánh mắt của mình nó cũng chậm. Chậm hơn tụi nó, đề ba rồi cũng chậm hơn. Tại vì khi mình chạy trong sân, ta cần cái đề ba đầu, đi đầu trước. Cho nên mình đề ba không lợi là tất nhiên mình chạy rồi mình bắt gán rồi là mình té. Dạ. Cho nên mình nghĩ gì mình bỏ luôn, không có chơi nữa, cho tụi trẻ nó chơi. Để cho lên thế hệ sau nó đam mê. Thế hệ nó lên nữa, thế hệ sau thì xe nó càng mạnh nữa. Chú ơi, sau này ở Sài Gòn thì người ta còn nhớ đến chú nhiều không? Nhiều chứ, nhớ nhiều lắm. Người ta biết tại vì mình nói chung đua chạy đẹp, đàng hoàng, có mạng đua xe gắn máy đó, năm 90 nè. Cái này là tính những cái bạn trẻ bây giờ thì khi mà họ lúc tổ chức đua chuyên nghiệp bên xe đầu tiên đúng xe độ lên để mà có tốc độ cao thì có thường tìm đến chú không? Cũng có người tìm, nhiều khi nó cũng hỏi này hỏi kia rồi. Cái mình đã đi qua nhiều khi mình có những cái kinh nghiệm để mình chỉ cho nó một hai cái để sống chạy phải đẹp, ăn phải đàng hoàng chứ không phải là chơi xấu người ta. Đó, ý chú là như vậy. Dạ. Thứ nhất như vậy nữa, xe độ bây giờ nó chơi đồ nước ngoài không, cho nên rất là mạnh đó, cho nên yếu là không bao giờ chạy được. Chú năm 2001 chú nghĩ vậy là lúc đó là chú bao nhiêu tuổi? Tôi 40 mấy tuổi. Dạ. Chú lập gia đình khi nào chú ha? Gia đình đây là cô này hả chú hả? Ừ. Dạ con chào cô, nãy giờ con tâm sự với chú rồi. Cô lập gia đình với chú khi nào hay cô ha? Cô quá xinh nè. Cô quá đẹp. 97. Năm 97 à. Cô với chú có mấy người con?
hai người gái. Lúc đó là cô với chú gặp nhau là cô có biết là cô chú phải tốc độ. Cô cũng phải tốc độ luôn hả? Phải tốc độ rồi đam mê chú luôn. Rồi lúc đó là năm 97. Rồi 4 năm sau là chú sẽ nghỉ luôn. Cô lúc đó mà cô thấy chú so kia chạy tốc độ vậy cô có sợ không? Mỗi lần mà đua ở ngoài đường á cô có sợ không? Ngoài đường không được coi, trong sân không được coi. Cô cũng rất là thích đam mê tốc độ hả cô hả? Chú hiện nay lúc mà chú lên Sài Gòn chỉ có ông anh họ thôi là chú ba cậu chú chỉ có mình chú hay sao? Ba với mẹ đông anh em lắm rồi, mỗi đứa ở nơi đó. Dạ. Hôm nay con rất là vui khi gặp được cô với chú, cái người mà có phải nói là sống vì một cái đam mê của mình nha chú ha. Đây là cái hai cái cúp rất là đối với chú thì đó là một kỷ niệm cả đời. À. Nhiều cúp lắm. Còn nhiều lắm hả chú à? Cái nhà này là của mình hay là của sao chú? Thuê hả? Hiện bây giờ cô với chú sống ở đâu? Ở quận 7 á. Ở quận 7. À, sáng sáng đi làm. Sáng đi qua đây làm tối mình về. Dạ ở đây là cái tiệm của chú Mã Kim So. Đó, tôi chú là một những người mà gọi nói là những tay đua về tốc độ lừng danh thế hệ trước. Cái thập kỷ trước là khoảng năm 90. Đây cô chú anh chị thấy hai chiếc cúp trong rất là nhiều chiếc cúp của cô với chú. Cái cúp mà kỳ lạnh ở Phú Thọ năm 95 mà cái cúp đó là hãng Yamaha nó qua đầu tiên Việt Nam nó tổ chức. Và lúc đó chạy cái này lấy cái nhất lạnh được chiếc Yamaha. Giải nhất là thử chiếc Yamaha là lúc đó Yamaha mới qua Việt Nam đầu tiên á. Hãng Yamaha nhưng mà cái chiếc đó là chiếc gì chú? Chiếc Yamaha luôn ha. Xe 2 thì á. Là lúc đó nó chạy hai hệ thức, một 2 thì, 2 là 4 thì, chạy 2 thể loại. Chú ơi, lúc trước mà chú mà đua xe ở ngoài á, gọi là đua xe nghiệp dư ở ngoài chưa có chuyên nghiệp á, thì cái chiếc xe của chú là chú tự sửa tự đôn lên hay là để cho người khác? Tự sửa chứ, xe mình tự sửa, mình tự dợt, mình chạy luôn mình mới biết được cái xe mình á. Chứ còn mà mình chạy mà đưa người khác sửa không có ngon lắm. Mình tự sửa mình chạy luôn mình biết là tại vì mình thợ là mình nghe tiếng máy nó bị cái gì. Dạ. Ồ, phải nói là hôm nay rất may mắn con gặp được chú ha chú, cho con bắt tay chú cái. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Hôm nay tại vì con cũng tìm hiểu qua một số thông tin đó, con biết chú đang sửa xe ở đây để mà tìm hiểu về cái lịch sử của chú, lịch sử gọi đó hay hào hùng mà Sài Gòn ít có người hiện bây giờ giống như chú ha. Gặp chú sức khỏe như thế này cũng rất là tốt. Cô với chú bây giờ cũng ổn định rồi. Dạ. Thì có dịp hôm nay về đây con ghé để làm một cái clip về cô với chú để cho những cái người mà thế hệ trẻ có đam mê về một cái phần nào đó họ cứ sống với đam mê hết mình là thành công với chú nha. Khi mà cảm thấy nhận được những cái chức vô địch đó như chú, rồi những cái gì mình đã đạt được hết và cuộc sống bây giờ như thế này, chú có hài lòng với cái cuộc sống của mình chưa? Rất là hài lòng. Cuộc sống mình bây giờ nói chung là giàu thì không giàu mà nghèo thì cũng không nghèo, nhưng mà đủ sống trang trải cuộc sống hàng ngày, không có gì để bận tâm. Dạ. Chú có những cái lời nào muốn gửi đến cư dân mạng đua xe gắn máy đó ở trên năm 90 nè. Cái này là tính cộng sản Hồ Chí Minh có những lời lúc tổ chức đua chuyên nghiệp lần đầu tiên đó là đoàn thanh niên mình đó. Càng ngày đua càng phát triển để cùng với đám nước bạn chạy có thành tích cao. Dạ, tại vì bây giờ trẻ thì có trường đua chuyên nghiệp hết rồi. Đó nên là nữ là có cơ hội hơn chú ngày xưa. Bởi vì tuổi trẻ mình phải cọ sát với nước bạn mình mới biết được những cái tốc độ và cái nài của mình như thế nào. Chứ còn mà chạy như giống như ngày xưa chú thì ba mấy thằng đó hoài. Dạ, cũng có nhiều đó trong nội bộ đó nhiều đó thì cái nghề của mình nó không có phát triển được. Đúng rồi, ý chú là như vậy, chú muốn cho kiểu như là lớp trẻ
phải cọ sát nước bạn rồi, hàng Malaysia, Indo, Thái Lan rồi đó, Singapore rồi đó, mình cọ sát luôn mình mới có cái phát triển được. Dạ. Phát triển tài năng của mình. Chú ơi, bây giờ nếu như mà có một số bạn trẻ nào đó muốn lại gặp chú để liên lại với chú, nhờ chú tư vấn, thì chú có dần sẵn sàng tư vấn cho họ không? Sẵn sàng tư vấn chứ, cái đâu. Tụi trẻ mà mình đi trước, mình có cái gì kinh nghiệm thì mình chỉ là tụi trẻ thôi. Dạ. Thôi con cảm ơn chú rất là nhiều hôm nay đã nhín chút thời gian sửa xe của mình để mà cho con được phỏng vấn chú về cái lịch sử hào hùng của chú ngày xưa. Con cảm ơn một lần nữa, con cảm ơn chú Mã Kim So, chúc cô với chú sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Dạ.